Muchas fotos, muchas fotos. Hình như mình nghe tiếng bước chân. À! Ma cây tức là cái cây có ma. Con ma núp trú ngụ trong cái cây đó. Tất nhiên không phải cái cây nào cũng có ma. Ở những nơi u ám, ẩm thấp, hoang vắng thì dễ có. Hoặc là dưới những cái cây đó có những người chết chưa được chôn cất đàng hoàng. Chuyện xảy ra rất lâu ở một khu đồng điền nọ. Trồng toàn cây ăn trái thôi. Cái cây rất là sung xê luôn, rễu quả trái to bự mà không có rải phân. Ông chủ khu đồng điền này là một ông bá hộ tên là Bá, tên sao người vậy. Ông này rất là keo kiệt, bủn xỉn và còn độc ác nữa. Cái ông bá hộ này, ông có cái thằng ở đợi tên là Mạc, đúng tên sao người vậy luôn. Cái thằng Mạc này nó nghèo mạc rẹp, nó nghèo sát nghèo sơ nên mới ở đợi, nhưng mà được cái là hiền lành chất phác. Ta nói cuộc sống nó trớ trêu vậy đó. Cái người mà keo kiệt độc ác thường hay giàu có, còn người mà hiền lành lương thiện thì hay nghèo khổ. Do ông bá hộ này ông keo kiệt độc ác bủn xỉn cho nên người dân đâu ai thích ổng đâu, cho nên cái giường của ổng thường hay xảy ra mất trộm. Ổng mới sai cái thằng Mạc ra chòi để canh trộm cho ổng. Thằng Mạc ơi, mày đâu rồi? Mạc ơi. Dạ dạ, ông kêu con. Sáng giờ mày ở phân trâu quét nhà nấu cơm uống đất không chưa? Dạ chưa có xong ông ơi. Mày hay quá từ ná mày ra ngoài giường á, mày cuốc đất, mày tưới cây, mày canh hàng trời với tao. Dạ dạ thôi ông. Thằng Mạc này nó có thân phận ở đợ cho nên đâu dám cãi. Ban ngày thì nó ở đó nó nhổ cỏ cuốc đất, nó chăm sóc cây trái. Ban đêm thì nó ngủ ở chòi luôn. Trời ơi, công nhận cái vườn của ông bá hộ nè tốt thiệt á. Cây có thì xanh tươi, mà có bao giờ thấy ông bón phân đâu ta. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Đêm nay là đêm đầu tiên thằng Mạc nó ở chòi. Gió xào xạc, những cái cây đung đưa qua lại dưới ánh trăng mờ ảo. Ôi sao đêm nay trời âm u lạnh quá ta. À, đau quá. Thì ra là cái cây. Cái cây này đâu ra vậy trời. Bà tối cha nó, cái khúc cây đâu ra mở gớt vô đây được hay vậy trời. Làm tưởng ma sổng chết vậy. Ôi đôm lớn kìa, đẹp quá ta. Ha, để mình ra mình bắt vài con mình bỏ vô chai cho sáng chơi coi. Thằng Mạc nó thấy đom đóm nó khoái quá, nó tí tẩn, nó thò tay bắt đom đóm thì bỗng dưng lại trời ơi Phật, có cái con canh vườn kìa, ma cỏ là ai coi trời ơi trời, lại ông nội ơi. Tao đang quỷ ma cỏ gì trời. Ủa ông hả? Mà đêm phê phát ông ra đây làm gì vậy? Tao ra đây coi mày có ăn lén trái cây của tao không á mà. Ông yên tâm, tuy con nghèo mà con không có làm ba cái chuyện gì mà hất đứt với lương tâm của con đâu. Mày làm ăn vậy được á, thôi tao đi về nha. Trời ơi làm gì cái mình, ông gì ích kỷ. Cái ông bá hộ này đúng là keo kiệt vãi cả chưởng luôn. Đêm hôm khuya khoắt mà ổng đi ra coi cái thằng này có ăn lén trái cây của ổng không, mà làm cho thằng Mạc một phen hú hồn con chim én luôn. Tại vì ổng mặc đồ trắng nữa, không sợ mới là lạ. Rồi trên đường vô chòi, thằng Mạc nó mới nhìn thấy một chuyện rớt tim nữa. Ủa ta, tiếng gì vậy ta? Mẹ cái gì vậy? Đừng chậm à. Tao lại mày Mạc ơi, tao hái quả trái dừa, mày chọt tao muốn lồi trĩ luôn á. Té xuống á, muốn dập hai cái trứng rồi nè. Thì ra là trộm. Tôi tha cho ông đó. Ủa mà không đúng. Hồi nãy mình nhớ mình nhìn kỹ lắm là hết cái đôi mắt màu đỏ chạch mà ta. Thôi chắc không phải đâu, đi vô. Vậy là cũng hết một đêm đầu tiên. Sáng hôm sau ông bá hộ lại ra tìm nó tiếp. Đêm qua có trộm không mày? Dạ có, mà con hả nó đi mất tiêu rồi. Mày đúng là đòi hại luôn á. Sao mày không bắt lại cho tao? Tao đi liên quan, tao bỏ tụi nó mọc gông luôn. Dạ con biết rồi ông. Ủa mà ông, mày giường mình có ma hả ông? Mày điên lắm mày nha. Mày dở tấn tội luôn mà. Mày để mất vậy ha, tao xích cái cổ mày lại đó. Dạ ông, dạ. Dạ ông bớt giận đi. Mốt con không làm giống vậy nữa. Mày liễu hồn mày à.
mà ban đêm á mà hát cái gì lạ thì mình đừng ra khỏi chòi nha. Ê dạ, ủa mà sao ổng lại nói mình kiểu vậy ta? Rồi cả ngày đó nó làm quằn quật luôn, rồi cũng tới đêm thứ hai nó ngủ ở chòi. Sao đêm nay tĩnh mịch yên ngắn quá vậy ta, không có một tiếng gió nào luôn ta. Ủa như hồi sáng mình chặt hết rồi mà ta, sao giờ có một cái đống gì hù lù vậy ta? Gì vậy trời? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn Di Đà Phật, cảm ơn Di Đà Phật, cảm ơn Di Đà Phật. Thằng Mạc nó sợ quá trời quá đất, nó chạy vô chòi ngồi im re luôn. Rồi chưa hết, ma tiếp tục nhát nó nữa. Tự nhiên gió thổi lên, những cái cây rung xào xạc, nhưng mà kiểu rất là lạ luôn, như kiểu âm hồn đang réo gọi nó vậy. Nó sợ quá trời quá đất, nó ngồi im re không dám nhúc nhích. Rồi bỗng nhiên nó nhìn lên cái vách tường, nó thấy một bộ nhoạt rất là kinh dị. Ủa, hình như mình nghe tiếng bước chân. À! Đó là một bộ mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ rực luôn. Thằng Mạc nhìn thấy sợ quá, xỉu ngay tức khắc. Sáng hôm sau thì nó nằm vắt chẻo trên đọt dừa. Lúc này nó biết chắc chắn rằng cái giường của ông bá hộ có ma. Mạc ơi, mày đâu rồi? Hả? Ủa, mày chèo lên cái giường nhà tao làm gì vậy? Mày hát giờ đúng không? Ủa, sao con trên đây rồi? Ôi, vậy là hồi tối con ma nó bắt con lên cái giường á. Sợ quá à, cái giường này của ông có ma chắc rồi. Mày đừng có tào lao nha. Nếu mà giường người ta có ma thì cây cối héo quá trơn à, không có sức sống. Còn giường người ta nè, mày thấy không, tươi tốt, cây trái là ra trái đều đều luôn á. Mày đừng có nói tào lao, tao cắt lưỡi mày. Thằng Mạc tuy sợ lắm, nhưng mà thân phận ở đợ mà, ông bá hộ ông bảo sao làm vậy, đâu dám cãi đâu. Cãi lời á, ông đánh cũng chết à. Cho nên nó tiếp tục ở lại chòi canh giường cho ổng. Nhưng mà thằng này nó cũng biết khôn nha, nó chạy ra cái đình đầu làng á, nó xin cao tăng đắc đạo bảo bối trừ ma. Thì cao tăng cho nó một cây roi có yểm phép trừ ma, nó mới cảm ơn và chạy về chòi ở đêm thứ ba. Thằng Mạc nó sợ lắm, nó ngồi trong chòi, nó trùm mền, nó cầm cái roi, nó nhìn. Rồi tự nhiên đang im may mắn, gió đầu ào ào tới, rồi lá cây rớt vô mặt nó ầm ầm luôn. Hay ghê quá. Nó quất tới đâu thì có những tiếng la ghê rợn tới đó, vì trong những cái cây đó có những âm hồn núp trong đó mà. Nó quất đến gãy cây luôn, rồi nó quỵ xuống, tưởng vậy là yên. Tự nhiên những cái cây rung bần bật lên. Lúc này thằng Mạc nó không còn sợ nữa, mà nó như điên lên. Nó chạy vô chòi, nó lấy dao ra, nó chém phạt 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 phạt. Những cái cây lúc này chảy ra máu tùm lum luôn. Sáng hôm sau thì ông bá hộ ông ra giường, ông nhìn thấy cái giường của ông tan hoang, ông sốc quá, ông xỉu luôn. Rồi người dân xung quanh cũng hiếu kỳ, chạy lại coi có chuyện gì xảy ra. Thì thấy dưới những gốc cây á, có xác chết. Rồi mới đào ra thêm nữa, phát hiện ra nhiều thêm bộ xác chết nữa luôn. Xương đồ xấu đồ ghê lắm luôn. Người dân mới chạy đi báo quan. Khi quan gọi ông lên để hỏi cung thì ông bá hộ ông mới khai thật, đây là đất nghĩa địa. Lúc trước á, ông đổ đất lên những ngôi mộ này để trồng cây, mục đích rằng á, để ông đỡ bón phân, đỡ tốn tiền. Vậy mà ông làm chuyện ác đức như thế, ác quả ác báo. Không lâu sau thì ông bá hộ này ông tán gia bại sản, rồi ông bị điên, đi lang thang khắp làng khắp xóm luôn. Qua câu chuyện này mình muốn nhắn gửi, sống là phải biết chia sẻ, yêu thương với những người xung quanh. Đừng vì lợi ích trước mắt mà bất chấp, ỷ mình là kẻ mạnh mà chà đạp người khác. Cuộc sống có nhân quả, ở hiền thì gặp lành, ác giả ác báo. Đang.
Mày nằm ở bảo mày. Lại. Dạy mày. Lại.